Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình một lần nữa. Nói chung là hiện tại mấy anh em là ở nhà với Phúc các bạn. Nói chung vui là nó thì nó chưa có dậy là mấy anh em mình mới lên. Và nó chào mừng. Có khăn thổi máu nè. Ừ. Có một thổi máu cái gì đấy chúng mình. Ngon lắm á. Ngon rồi á. Ở đây cát không? Anh giới thiệu sơ về cái đó thôi. Ở đây là cục sạc để anh nha các bạn. Những ai mà dùng được một lần là bỏ chứ không có dùng được hai. Nói chung là mình đi vào clip đi. Nói chung là hôm nay mấy anh em mình có một cái màn coi rất là vui luôn. Bây giờ anh em cùng theo chân nó mình xem hết cái clip nha. Giờ mấy anh em mình sẽ bắt đầu đột nhập vào nhà của Phúc Đầu To. Ok. Lấy mấy cái cảnh chiến thủ hồi giống anh chiến thủ cái cảnh đồ mình chút xíu mà chiến thủ anh ấy làm một chiến chiến gì vậy anh ai vậy đồ mới điên ra quá mà chiến chiến gì vậy cái chiến anh nó vui lắm anh em ơi. Giờ làm gì ta thì hồi nãy anh nói cái mấy mày này sao nói mày đồ gì đâu. Lấy cái màn kia đụng mày. Lấy màn thì tháo đi, tháo mày. Thiết thiết vô canh nữa nó những cái bài. Thiết vô canh thiết. Thiết có nhiệm vụ là canh đấy nha. Nó đi là tôi chứ mày chạy ra đánh nó có nhau vậy. Muốn cho nó bóc tính lại liền. Cái dây nó sao? Cái dây nó sao? Cái màn sao tháo vậy? Mẹ là nhà tôi nó véo véo mày sao đâu mà xuống nhà nó véo không được. Tủ. Dạ. Thì giấy cái bàn nè. Buồn lắm em ơi, anh trách ta mãi bây giờ. Đi ra này. Đồ cái màn lắm mà xí vậy bây. Thôi cái màn nhà nó chi nắng mà sao đụng với anh em xí vậy. Chứ là nhà tôi sao. Thôi kêu ông về nãy giờ ông tay đeo vô. Lấy cái kiếm. Ừ, dưới này mấy túc ngồi kiếm nữa. Ra lên cậu mày lên lên cầm lên. Vô cần nó là anh cái mày. Ừ, đóng cửa lại cho nó nghe tiếng ồn đi. Đem đem đóng cửa lại, đợi đóng cửa lại. Thiết vô trong. Đem đem thiết vô trong canh nha mày. Ừ. Khai hao giờ đâu nữa. Gì nữa? Thầy gì? Nghiện quá. Bốn lòng. Mày ơi. Đồ mấy em đi đâu. Để anh phân nó vô luôn ấy. Tụ nó có mày xí mẹ luôn. Thằng lộn rất em ghét lắm. Em kỳ nó bữa giờ. Bìm hầu mày ấy. Đợt nó mày bị đuổi đấy. Nó mày cái áo là để quần đấy. Ông vậy không? Ông trốn mũi luôn mà. Mấy anh xuống đây về còn đột nào em cái xì luôn anh. Mày sao mày? Chắc mày sao? Mày sao? Thằng người dâu này. Mày sao? Đây là viết mây không? Mà mây thành cái gì? Trong rỉa ra rồi mây cũng mày ra đi. Lấy cái áo khoác. Cái này mây được mẹ không? Lấy áo khoác cũng thiết đúng không? Lấy tay đút thử của em thôi đó như chạy không? Quay mà chạy quá. Quay mà lấy áo khoác cũng thiết mà mây vô cái màn nhà này. Đúng rồi thành người dơ được mày. Đúng rồi áo người dơ đúng không? Đâu mày vậy? Cũng sao mày vậy? Dỡ cái lời chứ. Đúng rồi. Biết mày gì? Biết mày kì á. Dỡ chân bì lên đừng có dậm. Đúng không? Xì xì, vui vui vui. Tụi mày đưa canh chứ thằng lộn sao không biết tao cái canh vậy mày. Mày vô giải đầu. Không có mèo. Để kêu gặp mày đủ mấy hàng kia mà cô có đuối sống. Coi đứa mày kìa. Vô. Cái mày ai đưa vô vậy năm đầu. Thì nó biết giới chân diệt lên trước rồi chứ. Cái, xì xì cho. Rồi mày giải đụng mày gan chứ mà mày giải. Mày giải cũng được. Từ đừng có giảm nữa. Tụi chạy luôn đó. Mấy đậu. Nhớ em. Xì xì. Mày kêu mày vậy. Còn đừng nghe. Là mày kiếm cách chưa? Mày nghe cái kia mày à. Dỡ cái chân lên đụng. Đạp cho chị hết luôn đi. Đạp cho chị hết luôn. Cho chị quê luôn quê. Đào qua luôn. Ờ cháu quê luôn. Đào qua luôn này. Ờ quê luôn. Đào luôn nha nó. Quay vô mày đạp dậm cái chân chị đi. Dậm chân chị với nguồn giấy này. Không biết đạp mày cái gì hết. Đây kêu cái nè. Đã kim nó làm mẹ mà. Đào chạy không? Chị đâu kìa. Cái mày cái này. Mình mày gì đâu á? Cái đồ mày cái áo thiết mày là chút nó chữ ảnh ráng chịu nha. Coi đủ mày hết rồi cũng dậm mày á. Xì xì.
chứ mày mày cái gì vậy mày? Còn bên đây sao mày không mày vô? Ờ, mày lại mày cho nó vô cái luôn. Mày mày được đâu, được đâu. Mày cho đây vô nó. Ờ, mày chỗ đấy ấy, mày chỗ đấy. Ờ, ngang qua chạy chứ. Nhanh chứ nó rè rụng mày. Chứ gì, đó cái mày dạy mày. Nó rè rụng mày, buồn làm nha mẹ đi. Dây quá mày. Vì nhà mẹ bé trái bánh tráng mẹ. Ờ, vô, đạp chạy, coi đi, đi cái tay của mốt luôn. Mày đi cái tay nào à? Mày không biết làm nó mẹ đi. Tự tự cho. Mày đi. Dạ mấy cái chân dậm. Ở khi nào độ mẹ phải chân ở trước nó dậm mà. Sao tay chạy đó hết kìa. Mày chưa chạy ta. Khi nào tay từ từ đầu nó vô đấy. Mày xem còn tay tôi dính luôn ra hàng chữ không. Ta xây nó biết ta xây dùng được nó mì mà mày mày cũng được mày. Bố mẹ đi. Đạp dính lên đủ dễ vi lên. Rồi đâu 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 phải cả cậu. Nó dạy ngốc gì rồi. Ngốc gì nữa. Đùa sao mấy chị quá kìa. Cái đồ mét sao chết mẹ rồi. Tích cái máy quên. Đâu. Chú buồn đi xịt hóa đâu. Chú buồn đi xịt hóa đâu. Đồ đậu mẹ nước mày nghĩ mẹ. Đồ đậu nước mày mà. Cái gì mà đủ mẫn được cái con mẹ vậy trời. Chú giấy cái con cậu. Sao giờ nó dính lùm tùm là te nè. Đồ ai biết đâu. Cái tay nẻ. Cái tay gòn cái áo này nó dính mẹ. Đêm dịch ra áo lại. Không biết mấy thôi cùng lại dễ chăng lộn tiếng. Đủ rồi. Làm chú chăng mà té đâu. Anh đỡ dính nhỉ luôn. Thôi không đụng em chịu anh. Anh mày anh gồm đây cho ai rồi người. Đưa tụi mày vô nó đẹp không ạ. Anh mày ơi. Đi vô đụng. Đưa vô lấy cái mũ nghỉ nhẹ mày. Mũ chi nữa. Mũ nghỉ bằng mày đi. Không không đậu mũ hiếm nè. Điên ở đậu mũ hiếm chút gì mày. Dạ. Vô lấy cái mũ cái này. Cái mũ thợ hàng á. Ngay chỗ cái hồ ké á. Đụng mấy á. Đúng rồi giờ này. Đứng dính nhảy xuống nó đẹp. Nhảy xuống mà chết luôn mày. Trời đẹp. Đúng. Mấy người dơ. Dơ. Người dơ. Đồ một cái chi. Chi nhau. Bay đi đâu để tìm em. Bay đi đâu để tìm thấy em. Ta đi trước rồi. Cầm bay lên em ơi. Ngọt nó này. Chim trong lòng chim bay à ra ô chim tung ca nó sẽ đang vùng què chim bay về một nơi xa chim bay mất chim vắt. Anh đi nói gì như anh đẹp dễ nhất ơi hầu viết cực đá rồi ơi vắt bây giờ nha giờ anh bỏ lại anh một chưa khớ trẻ một câu chàng mì túi vàng vàng mang đi ông ăn được lộn có cái giận rồi đủ để được cầu anh tới đây bây giờ anh bỏ lại vị trí anh dồn kiều thiết là mình làm điếu được chờ đi nó phát hiện chứ mình mấy anh đâu có đuổi sao à cái động mình rã mấy anh em có nhìn nó chuyện của em mày chứ anh đâu mày đâu sao mà chứ chị em đúng rồi chim tôi đó lại này ở vị trí của ơi mũ đâu thì cuối cuối mũ đâu mũ đây mũ đây không không mũ quá vậy đó giờ không biết sao đứa giờ không biết mà điên quá mà đó tôi làm mày đụng mày mày cũng nên giật mẹ này là nó cũng được đó không đâu đâu đi đi vô cái bộ kêu nó giật đi nói đâu quên làm điếu được nha thất bại nhưng mà vô kêu bình thường thôi mũ còn nào lại ké luôn á không ơi cái giờ phút đi ơi đủ mấy vô nhà tao mà điếu tại ai vậy đủ đủ ngủ hả đủ nhà canh á sao ngủ với mày à. Phúc ơi! Ra đây! Phúc! Mẹ nó biết sao? Gì vậy? Con mới lên nhà mày cháu mà. Ok, thằng con. Nhìn lên, nhìn lên. Ghen quốc nói cho biết chứ. Mang mang mày đẹp hả? Thôi kêu cái gì chứ, đồng mày giờ nó ngủ mà. Thất bại mày Phúc thiết. Thất bại không? Nếu được gì hết. Lộn nào đâu. Để đáng gì cho đời nó phát hiện mày nó chứ. Đi đi. Để đáng vậy đáng. Của em kêu bước mày nó biết khơi. Đừng cho nó ra. Mày là tài lanh quá. Chạy. Đồ bất tình. Cái đồ mày. Cho mày làm vé đồ. Hậu dìa từ Phúc không? Thiết. Dìa luôn. Dìa luôn cho đồ. Ừ. Tao. Không có gì đâu. Còn gì đau hơn chữ đ
đã từng đã yêu đã hy vọng. Không phải nhà của em, bưng đi. Chắc cái thứ em chắc anh trộn ven rồi á. Mấy anh của em không biết mày không nó đừng nó mày. Chích số rồi. Sao? Rồi mày lại sao chứ sao? Mày mua bãi mẹ bớ bỏ vô. Mày mua. Mày không có tiền, mày lấy đồ không có được trăm ngàn. Mày kiếm. Bây giờ chứ anh biết. Cõi đạp này, cõi đạp ông này. Cõi đạp đây này. Ông đánh đàn đây. Thành của em đạp nó hồn chương cái này. Chích số. Ai cắt xuống đó? Đây, ông đậu đây. Mày tao còn mới quay bạn thấy sao? Không đụng em là mày cho mày mày nó này. Mày bê đem cái đây 200 mẹ. Mẹ đi kêu mày thất bại. Đền đi. Quá trời. Mẹ tao nói mày sao tao cầm quay. Hầu giờ tao quay phim mày nhớ sao? Toàn ông tự làm. Ông tự làm xem rồi. Mày đủ mấy cái mạch. Bình thường. Bình thường. Mày có mua hiếm mà đi mày. Cái này.